Thưa quý vị, nhằm tăng cường kênh cung ứng lương thực thực phẩm thiết yếu cho người dân trong những ngày thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, thành phố đã quyết định khôi phục hoạt động của một số chợ truyền thống từ hôm nay ngày 27 tháng 8. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay tại một số chợ trên địa bàn quận Liên Chiểu. Tại chợ Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, vào 6 giờ sáng nay, đại diện các ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố đã có mặt từ sớm để đi chợ hộ cho người dân. Các mặt hàng được bán chủ yếu là thịt, cá, rau củ. Dù nguồn cung còn hạn chế so với yêu cầu, nhưng cũng góp phần giải quyết phần nào nhu cầu về thực phẩm tươi sống của người dân. Chúng tôi được nghe thông tin ở trên cái trang web của Đà Nẵng cũng như của bên Ủy ban phường có thông báo là các điểm bán lưu động cho các hộ gia đình trên thành phố Đà Nẵng. Ví dụ như ở Hòa Khánh thì có điểm bán ở trước chợ Hòa Khánh đây. Thì nói chung là nhân dân cũng rất là vui. Và các anh chị em ở trong cái tổ hậu cần cũng như là trong tổ các tổ trưởng, rồi tổ tuyên truyền COVID, rồi tổ COVID cộng đồng là cũng cố gắng đi thật sớm rồi để mua cho nhân dân. Hiện trên địa bàn quận Liên Chiểu có 3 chợ được phép hoạt động trở lại, gồm chợ Hòa Khánh, chợ Nam Ô và chợ Hòa Mỹ. Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng đề nghị chỉ cho phép những tiểu thương không thuộc các vùng cách ly y tế và tiểu thương đang lưu trú tại xã phường có chợ được hoạt động trở lại, tham gia vào việc cung ứng. Ngày 26 là chúng tôi đã triển khai vấn đề này. Và hiện nay là chúng tôi thực hiện cho bán là đối với chợ Hòa Mỹ là 10 hộ. Là bán trong đó là 4 hộ thịt, 3 hộ cá và là 3 hộ rau. Nhưng mà hiện nay là có 8 hộ bán. Hiện nay cái nguồn rau là không có để cho các hộ tiểu thương bán. Để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch khi khôi phục lại các chợ truyền thống, ban quản lý chợ, các hộ tiểu thương phải được tiêm vaccine và thực hiện xét nghiệm PCR 3 ngày một lần, tuân thủ thông điệp 5K. Đồng thời, các chợ chỉ bán hàng thông qua ban điều hành khu dân cư, tổ dân phố, các lực lượng tình nguyện viên và phân chia tần suất đi chợ theo từng khung giờ ứng với từng địa bàn. Thưa quý vị, việc từng bước mở lại kênh chợ truyền thống được xem là một trong những hướng đi thích hợp trong bối cảnh mà nhu cầu về lương thực thực phẩm của người dân đang tăng cao trong những ngày ai ở đâu thì ở yên đó. Vấn đề còn lại là việc tổ chức các phiên chợ như thế nào để vừa đảm bảo nguồn hàng được thông suốt, vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.